cho mình vẽ bằng khổ A3 cho nên nó khá to ha. Nếu mà nó to thì mình vẽ những cái chi tiết nhỏ được đầy đủ. Và bây giờ mình bắt đầu hướng dẫn các bạn vẽ luôn nha. Rồi chúng ta kẻ một cái khung nha. Bắt đầu chia tờ giấy ra. Mình chia tờ giấy ra. Nhớ chia cái đường chính giữa để lúc mình vẽ cái phần chính giữa nó được chính xác. Ở dưới này phân nửa cái chỗ này mình vẽ cái hình bông hoa sen. Hoa sen ở đây. Đây là khuôn mặt của ngài nha. Đây là cái tay đưa lên, tay cái lên cầm cái cây trượng nha. Cây trượng, tay này đưa vô. Đó, đây là cái phần chân. Hào quang. Nhìn mọi người nhìn rõ hơn, cái bức tranh này nhìn rõ hơn. Đây là dưới này là phần hoa sen. Vẽ hoa sen kiểu khác cũng được, mình thì mình chủ tượng với cái hình loại hình hoa sen này, mình hay vẽ theo cái kiểu hoa sen này thì mình vẽ như thế này. Rồi các bạn nhớ là diện của các ngài luôn, lúc nào cũng tròn trịa đầy đặn nha. Này rồi cái mão mình quên là nhìn lại cái tranh cũ mới nhớ được cái mão. Rồi mình theo cái mẫu cũ vẽ cái mão luôn. Cái phần này như là lưng phượng á. Và mình cảm thấy như thế nào mà mình cảm thấy tuyệt vời nhất thì mình có thể thêm bớt tùy ý mình ha. Những cái trang sức này mình vẽ thêm vô dây chuyền. Những cái chi tiết này mình tự thêm vô ha. Rồi tới thành phần khuôn mặt. Khuôn mặt đây là chính giữa rồi, đây là sống mũi. Khuôn mắt nữa. Cái chân mày của ngài chọn lên nha. Chân mày như thế này nè. Nếu chưa đều, nắng nóc thì cho nó đều nha. Rồi. Rồi. Cái phần mắt mình vẽ chưa có đều, khi mà mình tô mực đen lên á mình cố gắng vẽ đều lại ha. Mình tới cái phần cổ là cổ áo cổ chéo. Nhờ cái tay ở đây nha. Tay áo rất là rộng để ý nha. Tay áo nó cũng rộng trong hình đó. Mình chụp luôn. Như bàn tay. Bàn tay này là những cái đá. Không có nhớ hình, giặt hình nha, nhìn lại hoài luôn. Ở trên áo có hoa văn nữa nha các bạn. Ở trên áo có hoa văn nữa. Hoa văn hình như thế nào đó các bạn coi lại nha. Chứ đây mình vẽ hoa văn như là theo cái ý nghĩa của mình, chứ không có giống ở trên hình nó có sẵn. Các bạn nhớ đây là trang sức nha.
chân sắt dây chuyền nè. Để thôi mình quên, mình dạ đè lên mất tiêu. Hai cái tay. Cái chuột mình lấy thước to mình dễ chứ chạy bằng tay là nó không thể nào thẳng được. Rồi cái này mình làm phần mình đã phát hoại sơ. Khoan còn cái mũi thương trên này nữa, cái mũi thương này cũng nhiều chi tiết. Ở trên chỗ này nó có ba cái hình đầu nha, như là đầu xanh, một đầu đỏ với một đầu là xương sọ. Cái chi tiết này nhỏ mình phải vẽ hết hết chỗ rồi, thể thấp xuống mới được. Giờ xuống đây rồi. Rồi, ở trên chỗ này là lửa ha. Trên đó này lửa. Rồi, cái phần này mình phát đơn giản xong rồi đó. Rồi tới phần 2 thì mình sẽ tô đậm lên cho các bạn nhìn nha. Rồi, các bạn nào mà cần yêu cầu hướng dẫn chỉ điểm thêm gì thì comment ở dưới video này mình hướng dẫn chỉ thêm cho nha. Các bạn yêu cầu mình biết được còn thôi là mình dễ theo ý muốn của mình luôn á. Rồi chào các bạn, hẹn các bạn gặp nhau phần 2.